làm sao để gặp người kia. Chạy qua mỗi lúc tan làm khi trời bắt đầu trở khuya. Nhớ làm sao ánh mắt đôi môi gặp nhau chẳng nói nên lời, làm con tim em thấy bối rối. Không, cô đi ra chỗ khác đi. Dạ. Chị làm việc có mệt không? Em chẳng giúp gì cho chị cả. Sự có mặt của em là liều thuốc tốt nhất dành cho chị. Này, chị không thể nhẹ nhàng với người khác hơn một chút à? Tại sao chị lại phải nhẹ nhàng? Mà ai cho em ngồi đây? Sao? Chị định đuổi em đi á? Chị mà đuổi em đi là chị hơi bị hối hận đấy. Có gì mà chị phải hối hận? Bởi vì em sẽ không nói cho chị biết gu người yêu của chị Linh là như thế nào đâu. Chị lạ gì nữa, là con nhỏ Nhật Anh đấy chứ còn ai. Hai người họ đang yêu nhau mà. Đúng, gu của chị Linh ý là một cô gái đáng yêu, dịu dàng. Chứ ai như chị cọc cằn khó tính, ai mà yêu chưa được. Như chị thì sao? Dù sao ấy, chị cũng không muốn là người chen chân vào mối quan hệ của người khác. Sai, quá sai luôn. Này nhá, muốn ý, thì người ta tìm cách, mà không muốn ý, thì người ta tìm lý do. Họ cũng đã kết hôn đâu, đều là hoa vô chủ thôi. Đời người hữu hạn mà, tìm được một người yêu mình thật lòng ấy đâu có dễ đâu. Em nói vậy là có ý gì? Ý của em ý, chị mà muốn tìm được một người yêu mình thật lòng thì chị phải sửa cái nếp của mình đi. Em cũng định đến đây để xin lỗi chị,
vì những cái chuyện em đã từng làm thôi. Em mới nói ra. Mà nếu chị không quan tâm thì thôi, thế nhá. Họ cũng đã kết hôn đâu, đều là hoa vô chủ thôi. Đời người hữu hạn mà, tìm được một người yêu mình thật lòng ấy đâu có dễ đâu. Alo ạ? Vâng ạ. Đời người hữu hạn mà, tìm được một người yêu mình thật lòng ấy đâu có dễ đâu. Ôi trời, hết cả hồn. Xem thiêng đấy. Cô Hải, em đã chết đâu mà chị bảo em thiêng. Chị nói chuyện nghe xú quẩy thật đấy. Thế gặp chị có việc gì? Là chị nhắn tin bảo em đến gặp chị mà. Định nhờ em cách tán đổ crush đúng không? Thằng bé này tải lành thế không biết đấy. Thế thì em có cách để giúp chị rồi. Đây nhá. Bài học đầu tiên là chị phải tập giãn cái cơ mặt ra. Đây này, giúp em này. Không được. Đúng rồi. Thêm một tí đã, nhích giãn hết ra nhá. Hả? Đúng rồi, giãn nó ra. Đúng rồi, cười lên. Đúng rồi. Đấy, làm đúng rồi đấy. Chuẩn luôn, xinh đấy. Vẫn hơi sai sao ấy. Họ thân với nhau từ bao giờ thế nhở? Nào, đấy, cười rồi, tươi rồi. Đấy, chuẩn, xinh luôn. Chị ơi. Em đã sửa bản thảo theo như ý chịu chị rồi ạ. Nhẫn lại. Không được nóng tính. Em làm tốt lắm. Dạ. Chỉ là bản thảo này chị đã sửa đến lần thứ 4 rồi. Nhưng mà không sao. Còn một vài chỗ nó chưa được hay cho lắm. Em mang về sửa lại nhá. Dạ vâng ạ. Chị ơi. Thế em sửa chỗ nào ạ? Hiền dịu, không được nóng tính. Những chỗ cần sửa chị đã nốt đúng vào đây rồi. Em đọc kỹ cho chị là được. Dạ vâng ạ. Đấy, để lúc chị cần phải thực hành bài tập số 2. Đó là hít vào, thở ra. Lúc đấy mọi cơn giận sẽ biến mất. Nào. Hít vào, thở ra. Hít vào, lại thở ra. Lại hít vào, lại thở ra. Hít vào, lại thở ra. Linh tìm mình có việc gì? Đây là đề án Phong IT vừa triển khai. Cô xem còn thiếu hạng mục nào không? Thì để tôi vào bổ sung thêm. Tôi sẽ hít vào thở ra. Phương sẽ xem ngay đây. Đề án đó. Hít vào, thở ra. Linh
bảo với mọi người ở phòng Linh là căn lề cho chuẩn, đừng có in lệch như thế này, nếu không khách hàng người ta không duyệt đâu. Hình như là chị có hơi hơi thích chị rồi đấy. Thật á? Ừ. Nhưng mà như thế có ổn thật không? Cũng hơi ổn rồi. Chị nghĩ cái gì mà cứ cười tủm tỉm đấy? Có gì vui à? Ừ. Tự dưng hôm nay chị thấy Bích Phương cũng dễ thương phết. Chị không nhận ra là chị đã thích chị à? Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chị đã nói rồi, có vẻ như là Bích Phương đang cố gắng thay đổi theo cách tích cực để có thể hòa hợp với mọi người đấy. Chị chả hiểu gì cả. Chị không sao đâu. Lần sau em chú ý vào nhá. Được thân với hai người đấy đâu đấy. Em thấy là có cái gì đấy đáng nghi đó. Bình thường ghét nhau như thế cơ mà, sao hôm nay lại hai cái tính cách đấy mà hợp được nhau, đúng là kỳ tích. Em đang nghiêm túc mà. Còn hai ta hợp nhau là định mệnh. Chỉ được nói lời hay ý đẹp thôi nhá. Chị bảo này, chắc là chị từ bỏ thôi. Chứ chả được sống thật với bản thân như thế này, khó chịu lắm ấy. Không được, chị sắp thành công rồi, sao tự dưng lại bỏ cuộc? Mọi người sắp yêu quý chị rồi mà. Ai đây? Ra đi. Rõ ràng là bảo chị phải dịu dàng, thế mà hét lên còn đáng sợ hơn.
đấy là do phản xạ thôi. Với cả em cũng đâu có crush ai mà cần phải giữ thể diện đâu. Mà này, công nhận là nhìn kỹ trông chị cũng xinh thật đấy nhở. Như thế này làm gì mà có ai không thích cơ chứ. Em là sao cơ? À, không, không, nói gì đâu. Chị lo mà thay quần áo nhá. Được nóng tính. À, hai đứa đang trò chuyện trong giờ làm việc đấy à? Bản báo cáo của bọn em làm xong rồi ạ. Tí bọn em sẽ trình bày với chị ạ. Không sao đâu. Chỉ thế hai đứa đang trò chuyện nên là chị định hỏi han chút thôi. Làm việc tiếp đi nhá. Nhẫn à, không được nóng tính. Các em ăn trong giờ làm đấy à? Không sao đâu, lần sau ăn uống xong ấy là phải dọn dẹp sạch sẽ nhá. À, dạ vâng ạ. Thôi hai đứa làm việc vui vẻ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Sếp mình nghĩ một nhân viên kiểu cứ về có bảo chị Phương, chị Phương ơi. Hôm nay chị dạy em cách dùng Excel được không? Hôm nay á? Để mai được không? Lát nữa chị còn phải dọn phòng. Thế thì để em dọn hộ cho. Thôi không cần đâu, chị tự làm được. À, em quên mất, chị bị OCD. Mà nhá, dạo này là em thấy chị hơi hiền lành rồi đấy. Chị mà cứ như thế này, chẳng mấy chốc mà chị Linh mê chị điếu đổ luôn. Thôi, để mai chị dạy nhá. Được, em rảnh mỗi hôm nay thôi. Em giúp chị nhiều như thế rồi, chị phải dạy em học. Thôi được rồi, đi ra kia với chị. Thiếu đẹp à? Đã bảo phép tính tổng là xong rồi, dễ như thế mà cũng không làm được là sao? Chị không nhẹ nhàng với em hơn được một chút à? Chị Linh không thích người cọc cằn với chị đâu. Chị xin lỗi. Chị bảo bây giờ ấy, chị sẽ chỉ cho em lần cuối, em nhìn cho kỹ nhá. Đấy, nhớ chưa? Rồi ạ. Chị ơi, như thế này được chưa ạ? Vẫn sai. Thôi, bây giờ em nhìn cho nó kỹ. Chị chỉ làm đúng một lần này là thôi, nếu mà không được thì thôi nhá. Chờ ngày ta thành đôi, khát khao yêu thương mà giờ thì tôi muốn bên em chờ che qua những con đường, cùng đi khắp bốn phương trời. Hạnh phúc là có em bên mình là điều tuyệt vời nhất trên đời đối với tôi.
yêu ấy. Chị với cả chị Phương đang âm mưu cái gì đúng không? Nghĩ nhiều quá rồi đấy, chẳng có chuyện gì cả. Sao cũng được, làm gì cũng được, hai người đến với nhau luôn cũng được, miễn là không được động vào chị Linh. Này, cô cứ làm như chị Linh là con của cô không bằng nhỉ? Thì sao? Này, biết đọc chữ không? Nhìn nhá. Cấm làm phiền. Hiểu chưa? Nói tóm lại, bây giờ chị Phương không gặp ai hết. Tại sao? Thì chị Phương đang bị ốm. Ốm á? Hay là chị Phương bị cúm A nhỉ? Ai biết. Nhưng mà nói tóm lại là bất kỳ ai cũng không được gặp chị Phương. Thế thôi. Đấy là bất kỳ ai, còn tôi thì được gặp. Này. Ôi trời, chị Phương ơi, chị Phương ơi. Chị bị ốm mà chị uống thuốc chưa thế nào? Ui, như ốm ra rồi sao ấy. Chị nghe cái nhạc tiền này làm cái gì nã hết cả mề ra ấy. Nghe này càng ốm hơn ấy. Chỉ để nghe em hát đây này, sức khỏe của chị nó mới ổn lên được. Đây nhá, ôi, thôi. Chị xin em. Quá đủ rồi, để cho chị yên. Thôi, chị phải nghe em hát, sức khỏe của chị nó mới ổn lên được. Nghe này, 3, 2, 1. Because I'm too lonely, lonely girl. Xung quanh luôn vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư cô đơn cứ dồn vào lòng. Rồi lại sao? Chị ơi, chị bị làm sao đây? Chị chết chưa? Hả? Tất cả những chuyện em bày ra chỉ để trêu chị thôi sao? Đúng rồi. Hả? Mi, em có biết là tất cả những ngày qua chị ám ảnh em ở trong đầu, bây giờ trong đầu chị toàn là em, chị mất ăn mất ngủ cũng là vì em không hả? Chị ơi, em biết em sai rồi, chị tha lỗi cho em nhá. Chị ơi, mình cần. I'm sorry, sorry, sorry. Hả? I'm sorry to you. Làm gì chị nói tránh ra chị ta? Phương làm sao mà hét to đấy? Em không biết ạ. Nhưng mà cái gì đấy? Cháo. Cháo á? Em có thích ăn cháo đâu. À, cái này Bích Phương nhờ chị mua. Bích Phương? Bích Phương có chị My lo rồi. Tự nhiên bây giờ em thèm ăn cháo ấy nhở? Của em, của em. Ờ, tất cả của em. Nhưng con tim em chỉ hướng về người tôi. Em có thể phiền không khi hai ta cùng nhau bước đi hết cuộc đời này? Bên cạnh em cho nụ hôn lên trên đôi môi. Bầu trời toàn nắng ta nhìn nhau, ông trời đang tô cho tình yêu thêm sắc màu. Về ngày có muốn đi cùng anh tay cầm tay bên nhau quên luôn ngày giờ. Rồi lại dòng vào bên vào lòng. Ôi, 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 ôi